Xin chào các bạn, mình Lê Văn Lộc và trên tay mình đây là sản phẩm xâm nhung bổ thận. Và mình làm SEO ảo trực tiếp cho sản phẩm này. Khi bất kể ai xem được video, một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Sản phẩm này là phản ứng cứu chữa cái thận của bạn. Vì thành phần của sản phẩm nó vô cùng nhiều. Thành phần của sản phẩm có rất nhiều các thành phần ở đây. Các bạn có thể dừng video lại và xem cái thành phần sản phẩm này. Và các bạn có thể xem link của sản phẩm mình để ở bên dưới. Sản phẩm này có rất nhiều thành phần như vậy nên chức năng chính của sản phẩm này là một chức năng tổng hợp để cứu chữa bệnh thận của bạn. Không chỉ là yếu sinh lý, không chỉ là đau nhức mỏi gối, không chỉ là đau lưng, không chỉ là tiểu đêm, tiểu giấc, tiểu uất, mỏi gối, mà sản phẩm này đáp ứng được tất cả điều đó vì nó hỗ trợ toàn diện cho chức năng thận của các bạn. Và Lộc làm với một cái giá sale up cho cái video này. Tất cả những ai may mắn xem được video này, các bạn sẽ được mua sản phẩm này với mức giá rất là rẻ nhất thị trường mà Lộc đang cung cấp ra, đó là chỉ có 196.000 thôi. 196.000, Lộc 196.000 sẽ miễn phí ship, sẽ miễn phí vận chuyển cho tất cả các bạn nào mua hai sản phẩm trở lên. Mình sẽ miễn phí toàn bộ phí vận chuyển dành riêng cho tất cả những ai xem được video này với mức giá 196.000. Sản phẩm này vô cùng tuyệt vời và Lộc đang uống, chính bản thân Lộc đang thử nghiệm cái sản phẩm này. Lộc đang uống nó và đang cảm thấy nó rất là hiệu nghiệm và rất là ok, nó rất là ổn và nó đang điều trị cho cái chức năng thận của mình dần dần khỏe lên. Bởi vì điều trị tổng hợp nên Lộc rất là tự tin về mọi mặt cho cái chức năng thận của mình. Trước đây cũng sản phẩm đó là sản phẩm xâm nhung. Trước đây có một sản phẩm bổ thận đã rất lâu rồi mình mới tìm được một sản phẩm bổ thận tuyệt vời như này, có rất nhiều thành phần để có thể hỗ trợ điều trị, có thể hỗ trợ chức năng thận được hồi phục dần dần. Bạn phải mua một cái sản phẩm mà bạn trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm bổ thận và tăng cường sinh lý và có rất nhiều và bạn có thể mua nó ở bất cứ đâu, nhưng đa phần các sản phẩm họ chỉ có ít thành phần thôi và nó chỉ đi theo một mục đích và thường mỗi một sản phẩm nó đều đi theo một mục đích chính. Ví dụ có những sản phẩm chỉ đi theo về hỗ trợ về việc đi tiểu, có sản phẩm hỗ trợ về phi đại tiểu đường tuyến, có những sản phẩm hỗ trợ về suy thận, có những sản phẩm hỗ trợ sỏi thận, có sản phẩm hỗ trợ sinh tinh, có sản phẩm thì lại hỗ trợ tăng cường sinh lý kéo dài cuộc yêu. Rất nhiều các sản phẩm nó có nhiều cái chức năng khác nhau, nhưng cái sản phẩm này nó là sản phẩm tổng hợp để các bạn có thể điều trị toàn diện chức năng thận của mình với mức giá chưa đầy 200.000, tương ứng chưa đầy 7.000 đồng, khoảng 6.000 đồng một ngày. Khi các bạn uống sáng một viên, chiều một viên, đây có 60 viên, các bạn có thể uống nó 30 ngày chưa đầy 200.000, tức chưa đầy 6.000 đồng một ngày, tức chưa đầy 7.000 đồng một ngày, chỉ tầm 6.500 một ngày, các bạn có thể cứu vãn được cái thận của mình, cứu vãn được cái chức năng thận của mình, chức năng sinh lý và khả năng đề kháng cũng như tăng cường sức khỏe cho bản thân. Các bạn không lo về sự, các bạn không còn lo phải chạy thận, không còn lo phải tìm các loại thuốc bổ ở đâu và phải uống bao nhiêu các loại thuốc bổ thận để có thể hồi phục được chức năng của mình. Thì các bạn có thể uống thêm, các bạn có thể sử dụng sản phẩm này một cách lâu dài vì sản phẩm này tương đối đầy đủ các thành phần. Và khi các bạn muốn tăng cường sinh lý hoặc muốn kéo dài cuộc yêu hay muốn sinh tinh, cường dương thì các bạn có thể bổ sung thêm các sản phẩm khác. Lộc sẽ giới thiệu các bạn ở các video khác. Nhưng Lộc cũng chia sẻ các bạn đây một sản phẩm tổng hợp có thể cứu vãn sức khỏe cho cả nam lẫn nữ, cho cả người nam lẫn nữ. Bởi vì đó là sản phẩm toàn diện cái chức năng thận của các bạn, đây là điều vô cùng quý giá tuyệt vời cho sản phẩm này. Và sản phẩm này các bạn yên tâm về chứng chỉ giấy tờ, và ở đây nó có cả tem chống giả, rồi trên bao bì họ có cả số điện thoại thông tin của nơi sản xuất, nơi cấp và thông tin công ty, tất cả đều có đầy đủ hết. Một hộp của nó là 60 viên, các bạn có thể check mã vạch và quét. Đó, đây là một sản phẩm đã được kiểm chứng đây.
Ok, và Lộc cung cấp cho các bạn. Các bạn hãy ủng hộ qua Lộc và hãy chia sẻ video này cho tất cả những người nào đang cần cái sản phẩm này. Vì đây là một video vô cùng may mắn với mức giá mà không ai bán mức giá này, chỉ có 196.000. 196.000, rất là tuyệt vời. Chia sẻ các bạn để các bạn có được chia sẻ các bạn để chúng ta cùng nhau cung cấp và giúp đỡ cộng đồng có được một sức khỏe tốt, an khang và thịnh vượng, sống hạnh phúc và tràn hòa ấm êm. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong hạnh phúc cuộc sống hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Goodbye.